Kính thưa quý vị, câu chuyện tiếp theo liên quan đến bốn nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ. Đó là nghị sĩ Marco Rubio của Đảng Cộng Hòa, nghị sĩ Cory Gardner, Đảng Cộng Hòa, và nghị sĩ Ed Markey, Đảng Dân Chủ, cộng với nghị sĩ Bob Menendez, đã ra một cái dự luật yêu cầu là trừng phạt các quốc gia nào mà bỏ Đài Loan đi theo Tàu Cộng. Vì quý vị biết rằng Đài Loan đến bây giờ chỉ còn có vào khoảng 13 quốc gia, 14 quốc gia đang ủng hộ, công nhận là một quốc gia. Còn họ bỏ theo Tập Cận Bình thì nó cho tiền. Cái quốc gia mới nhất là quốc gia El Salvador, mới bỏ tàu Đài Loan tháng vừa rồi và chính thức đi theo Tàu Cộng. Thì nước Mỹ bây giờ ra một cái lệnh, những tên nào còn lại trong 13 quốc gia này mà bỏ Đài Loan đi theo Tàu Cộng sẽ bị trừng phạt kinh tế. Họ lấy cái cớ hay lắm. Họ bảo rằng là trong Liên Hợp Quốc 198 thành viên thì có vào khoảng độ 10 thành viên, dân số chỉ có vào khoảng dưới 1 triệu. Trong đó có Vanuatu, trong đó có Palawan, trong đó có các quốc gia ở Thái Bình Dương, trong đó có các quốc đảo ở Đại Tây Dương ở miền Nam, gần vùng Caribbean. Thế thì tại sao Đài Loan với một quốc gia có 23 triệu dân mà lại không được gọi là một quốc gia mà lại phải gọi là một cái hòn đảo vô lý? Donald Trump không đồng ý, bây giờ đang vận động thế giới để đưa Đài Loan vào lại Liên Hợp Quốc. Mà chính phủ Đảng Dân Chủ trước kia, thời Jimmy Carter, đã bỏ Đài Loan. Rồi cái thời của Cộng hòa Nixon thì lại nghe lời cái thằng Kissinger bỏ Đài Loan. Mà trong khi Đài Loan là do Tổng thống Tưởng Giới Thạch, mà cái chế độ quốc gia Đài Loan gọi là Cộng hòa Trung Hoa Dân Quốc, thằng Tàu Cộng nó gọi nó là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Nó nói nước của nó là của nhân dân, thật ra nhân dân làm đầy tớ nữa, bao nhiêu cái ngon nó hưởng hết. Thế thì cái thằng Kissinger nó chủ trương bỏ Đài Loan, mà trong khi Đài Loan là từ thời ông Tôn Giật Tiên, tam dân chủ nghĩa, rất hay. Bởi vậy cho nên Đài Loan giờ này chỉ có 23 triệu dân, mà nó sướng hơn dân Tàu ở trên đại lục, nó văn minh hơn dân Tàu ở đại lục, và nó bỏ gần 100 tỷ đô la đầu tư ở bên đại lục, giúp công ăn việc làm cho dân Tàu. Bởi vậy cho nên dân Tàu, thế giới ca tụng Đài Loan, nó ngay cửa ngõ ở bên Tàu, ra vào hàng ngày, hàng chục ngàn người đi làm ở bên Tàu, hàng trăm ngàn người đi làm việc ở bên Tàu. Thế mà rồi nước Đài Loan giờ này cái số người mà bị nhiễm thấp nhất, số người mà bị chết vì virus cũng thấp nhất. Thiên hạ rất thán phục với tìm hiểu cách để mà họ chữa trị và họ đề phòng virus. Trong khi đó thì thằng Tetro lại tống Đài Loan ra khỏi Liên Hiệp tổ chức WHO, Y tế quốc tế. Đài Loan tiếp xúc để mà đưa ra những cái chương trình viện trợ và tốt cho Y tế quốc tế thì nó bác. Vì cái thằng mọi da đen này nó ăn tiền của thằng Tập Cận Bình. Bởi vậy cho nên Tổng thống đầu tháng 4 rồi mới ra lệnh cúp 500 triệu đô la tiền viện trợ cho WHO. Đồng thời bây giờ đang điều tra và bàn với 5 quốc gia siêu cường để mà cải tổ cái nền tổ chức của WHO. Thế thì câu chuyện này, các ông thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ đồng thanh cảnh cáo các quốc gia phản bội Đài Loan để mà đi theo Cộng sản. Tập Cận Bình phản ứng làm sao? La làng, bảo ô, Hoa Kỳ như vậy là xâm phạm vào nội tình của nước Tàu. Marco Rubio nói một câu, đây là các anh đang giết thiên hạ, chưa ai chửi các anh đã là phúc rồi. Còn đây là những cái việc của Đài Loan, các anh không thể nào xen vào. Đài Loan không thể nào bỏ quên cộng đồng nhân loại, trong đó phải có quốc gia Đài Loan. Nhớ là Tổng thống Donald Trump bây giờ đã nâng cấp của văn phòng đại diện của Đài Loan ở Hoa Thịnh Đốn lên hàng gần như là đại sứ.
và đang vận động để cho Đài Loan trở lại Liên Hiệp Quốc. Và quý vị thấy rằng là Đài Loan là một cái quốc gia mạnh của Đông Nam Á, và bây giờ Mỹ lại bán những loại vũ khí tối tân. Cho nên anh Tập Cận Bình bây giờ đâu có dám lén phén nói rằng là sẽ thôn tính bằng quân sự. No. Vì bà Thái Nguyên Văn bà đã nói mà, bà có hàng ngàn hỏa tiễn. Bây giờ tàu cộng mà ra quân thì bà chỉ bấm một nút, tất cả những cái hỏa tiễn mang đầu đạn đủ loại, cả nguyên tử cũng có, nó sẽ tấn công cái đập Tam Hiệp ở bên đại lục. Giây phút đó cái đập bị vỡ thì 600 triệu dân tàu trong 30 phút sẽ bị cuốn ra biển. Bởi vì anh tàu bây giờ run, Tập Cận Bình bây giờ run đối với Đài Loan, không dám lạm quả. Vậy mà có một anh cán ngố, tôi lại nói là anh cán ngố, anh hù chúng ta. Anh gửi cho tôi một cái email nói rằng là bây giờ tàu cộng nó đang sửa soạn chiến tranh. Nước Mỹ chưa qua cái nạn virus, giờ lại sắp sửa tới cái tai họa của Bắc Kinh. Ngố, cái anh chàng này ngố. Tàu cộng không bao giờ qua khỏi mặt đối với Hoa Kỳ. Tàu cộng muốn làm đàn anh nhưng mà chưa đủ khả năng. Còn Mỹ không phải hôm nay nó mới kiểm soát vấn đề chiến tranh, mà nó đã ra quân hàng trăm năm nay rồi. Quý vị thấy đến cái lúc mà tàu cộng có vẻ lắng quắng, muốn gây hấn, nó lập ra cái Space Force, lực lượng võ trang không gian. Có cả một ông tướng tư lệnh và có ngân khoản hàng trăm tỷ đô la để giúp cho lực lượng không gian kiểm soát tất cả những cái vệ tinh của tàu ở trên không gian. Trên không gian bây giờ nó có hàng ngàn cái vệ tinh. Riêng Hoa Kỳ cũng có vào khoảng 300 cái vệ tinh cho đến 500 cái vệ tinh. Mà những cái vệ tinh của Mỹ là đa số là vệ tinh gián điệp. Nó có thể chụp ở dưới đất này từng ô vuông. Tôi nói như thế để là quý vị làm gì? Cái loại gián điệp tình báo, khi mà một cái họng súng của tàu cộng bắt đầu xịt khói là nó thấy rồi. Chứ chưa bắn nhé. Khai hỏa nó đã thấy. Và giây phút nó đã tiêu diệt, không phải là bằng võ khí thường, bằng tia laser từ ngoài không gian. Nó có những cái loại vệ tinh võ trang tia laser có thể bắn từ xa 500 cây số ở ngoài không gian bắn xuống đất. Tàu cộng tiêu. Cho nên cái ông tướng Harrison, tư lệnh Thái Bình Dương nói rằng mấy cái hòn đảo của trẻ con của ông tàu kia chỉ cần 5 phút Hoa Kỳ san bằng. Cho nên những anh cán ngố muốn tuyên truyền cho Cộng sản đừng nói mấy cái câu vớ vẩn. Các anh chả biết gì về Hoa Kỳ hết. Hoa Kỳ không bao giờ sợ tàu, cũng không bao giờ sợ chiến tranh. Cái nước mà có thể làm cho ra qua Hoa Kỳ ớn đó là Liên Xô. Da trắng nó sợ da trắng, da vàng nó coi như mũi tẹt, không đáng kể, nó bóp ra nước. Bởi vậy câu chuyện đó vẫn. Rồi cái câu chuyện của vợ chồng này có một đứa con làm đám cưới tháng 12 tới. Bây giờ ông bố không cho làm đám cưới. Đúng cái phong tục người Hoa Kỳ khi con gái lấy chồng, bố sẽ dắt con cha gái lên bàn thờ cung thánh rồi trao cho chàng rể. Ông ấy nói rằng là lễ đám cưới của con gái lần này ông ấy sẽ không đi. Lý do vì biết được cái thằng rể này là đảng Cộng Hòa. Thằng rể này nó thích Donald Trump, mà ông bố là thuộc về đảng Dân Chủ. Cái chuyện này lâu nay mình tưởng nó chỉ xảy ra ở Việt Nam thôi. Nhiều gia đình Việt Nam ở đây lộn xộn, nhiều bà vợ bỏ ông chồng chỉ vì chồng mê đảng Cộng Hòa, vợ đảng Dân Chủ. Con cái từ cha mẹ là vì cha là Cộng Hòa mà con là Dân Chủ. Và mấy đứa con nó biết tiếng Anh ở bên này, con nít nó mất dạy đó. Nó biết vài câu tiếng Anh, nó tưởng nó giỏi hơn bố nó. Nó bảo ba không biết gì hết, đảng Dân Chủ bây giờ là đứng đầu, cho nên ba phải theo Dân Chủ. Khốn nạn. Những cái gia đình đó ít phúc, để mấy đứa con biết vài câu tiếng Anh về nhà chửi cha mẹ. Đó là một câu chuyện đau khổ cho nước Mỹ nói chung và cho dân tộc Việt Nam nói riêng. Nhưng xét cho cùng, cha mẹ Việt Nam lắm người cũng quá cải trớn. Bằng chứng đi theo Cộng sản mà lại không theo quốc gia. Lãnh của Donald Trump 1.200 đô la, mở tiệc nhậu nhẹt, xong rồi trong bữa tiệc lại chửi Donald Trump. Đấy là dân Việt Nam, cái tính cố hữu chưa bỏ. Vì vậy cho nên
cho đến giờ này vẫn còn là một loại nghiệp chướng. Kính thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin chấm dứt câu chuyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị một ngày hạnh phúc bên người thân yêu và xin ơn trên phù hộ cho Đức Giáo Hoàng, cho Tổng thống Donald Trump và cho toàn thể anh chị em chúng ta. Xin cảm ơn quý vị.